When I've had enough of your beauty. Prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have a thousand eyes that never fall Marble staircase, one in which you spiraled down alone. Đây là hóa đơn. Mình mua cái đệm này 1.649.000 và được free ship. Đây là lần đầu mình đặt đệm ở trên mạng, nhưng phải nói là mình rất ưng cái đệm này. Mình còn gặp được hai anh shipper vô cùng đáng yêu của Tiki bên lên tận trên chung cư cho mình. Mặc dù đây là đệm lò xo nhưng mà nó không kiểu bị nhún quá như những đệm lò xo khác. Và mình thích như thế hơn, tại vì nếu mà mình nằm đệm mà bị lún quá thì khi ngủ mình hay bị chìm ấy, khi dậy rất là mệt. Độ dài và chiều rộng cũng phù hợp với diện tích căn phòng của mình, thế nên mình càng ưng hơn. Oh my god. With love, with fear, with envy, wise men say the world makes shoulders. Hi, như mọi người cũng đã biết. Hoặc là chưa, mình đã chuyển tới căn hộ mới được hơn một tuần nhưng mọi thứ vẫn đang cực kỳ bừa bộn và lộn xộn. Có rất nhiều việc đang gọi tên mình nhưng mình thì kiểu thôi để mai. Nhưng ngày hôm nay mình quyết định sẽ chấm dứt tình trạng đấy. Mình nhận ra là sống một mình không hề đơn giản như mình nghĩ. Lên Hà Nội học đại học thì mình có thể mang đồ từ nhà lên hoặc là dùng chung đồ với bạn cùng phòng, mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà mình sống một mình thì mình phải sắm sửa rất nhiều thứ, như kiểu là sắm đồ cho một gia đình nhỏ luôn. Mình cứ mua cái này rồi lại thấy thiếu cái kia, thế nên ví của mình ngày nào nó cũng kêu oai oái. Mà chắc là bây giờ nó còn đang ở trong tình trạng thoi thóp rồi. Alo, Mỹ à? Sao? Em đau quá. Chị cũng đau lắm. Nhưng mà cần phải thế, chị không cứu em được. Tóm lại là bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng việc unbox. Sau nhiều lần đi đi lại lại, lên lên xuống xuống thì cuối cùng bây giờ mình cũng đã nhận được gần đủ đồ rồi. Và hôm nay mình cũng chỉ unbox đồ gia dụng thôi, còn đồ nội thất thì mình để trong video lần sau. Mình rất thích, mình siêu tốc mà lại là trong suốt. Ôi, mình ngồi là mê. Mình xinh ghê nhỉ. You think it's time, for it is not time until I turn things around. I don't want you with somebody new. The mere thought of that image brings me right back to where I never. Tiếp theo mình sẽ làm một cái haul nho nhỏ về những đồ mà mình đã mua để chuẩn bị cho nhà mới. Đầu tiên là đồ mình mua ở Miniso. Mình đã mua hai cái giỏ nhựa này để đựng sữa tắm và dầu gội. Nhìn cũng đơn giản thôi nhưng mà rất tinh tế. À, ổ điện, cái kệ gỗ để mình đựng đĩa lên đây. Đẹp, rất đẹp. Đố mọi người biết đây là cái gì? Mọi người có đoán ra không? Đây là dụng cụ để cắm dao lên trên. Một cái lược chải tóc, một cái cốc. Bây giờ mình sẽ đi sắp xếp mấy cái đồ ở trong nhà vệ sinh vào để cho nó gọn gàng một chút.
Take a deep breath, listen to my voice. Mọi người thấy mình để kiểu tóc này sao? Nó sẽ rất ổn nếu mà không phải là cái trán này của mình. Cái trán của mình rất to và cao. Mình đang làm thử kiểu tóc này trước để chiều nay mình sẽ chụp ảnh tại nhà. Chiều nay mình có một job cần hoàn thành. Hôm nay mình sẽ chụp cho gà Lotte. Vì đang là mùa dịch thế nên mình được phép gọi về nhà để chụp ảnh chứ không cần phải đến quán. Ok, để xem mình phải chụp như thế nào nào. Yêu cầu không gian background phải đẹp và gọn gàng, không dính người hay đồ vật lộn xộn. Trang phục không hở hang phản cảm. Ui yên tâm đi, em không thích mặc trang phục hở hang. Sản phẩm mì ý, burger tôm, khoai tây, chiên, Pepsi, chụp cận. Chụp trên tay gồm mì ý, concept tương tác với đồ ăn. Ok. Ngày hôm sau mình đã dành cả ngày để đi chọn và mua tủ lạnh. Mình đã sống một tuần qua mà không có tủ lạnh. Mình vừa ngủ dậy thì chú shipper gọi xuống nhận cái gương mà mình đã đặt 2 ngày trước. Đặt gương qua mạng mình chỉ sợ là khi nhận dễ bị vỡ thôi. Tại tính ra ship cũng khá xa mà gương lại rất to. Còn tủ lạnh đã đến nhà mình từ hôm qua rồi nhưng hôm nay mình mới cắm vào và bóc ra được. Tại vì anh vận chuyển bảo là hình như khi mà vận chuyển ra của tủ lạnh sẽ bị sóc nên phải để tầm 5 đến 6 tiếng mới cắm vào được. Strangers in disguise.
time is going to stretch its arms on the road, turn as it can with his trail coat, into birthless strangers in disguise. But unto them, forget that crazy world. Yeah, unto them, no need to say a word. We're just to keep the sunlight from melting down the night. Like a Trời ơi, tại sao ở đây lại có một quân tình sống chứ? Last bite. Back to the sharp grin of everyday life, wearing a rose coat as hearts, two perfect strangers in disguise. Từ ngày chuyển vào đây mình cũng chỉ quét và lau bên ngoài chứ chưa có kỹ nhà vệ sinh. Hôm nay mình lại nhận được thêm một cái gương nữa. Đây là một cái gương mà mình đã rất vất vả để mua được. Món đồ có thể nói là khó mua nhất trong tất cả những đồ mà mình mua để chuẩn bị cho nhà mới. Cái gương này mới nhìn lần đầu tiên mình đã rất thích rồi. Mình nghĩ là mình nhất định phải có nó trong nhà mới của mình. Nhưng mà ở Việt Nam thì không ai bán hoặc là làm giống được, nên mình phải tự đặt từ Trung Quốc. Và hơn nữa nó còn là đồ rất nặng, dễ vỡ, nên để vận chuyển về đây cũng rất khó khăn. May mắn cho mình là mình đã đem được em ấy đến nhà an toàn và không bị vỡ. Sau khi lắp gương xong, mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần và mua thêm một chút bát đũa. I think I'm once again.
Cốc cà phê đã vượt bao gian khó để về đến nhà. Em đã sóc lên sóc xuống. I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục unbox đồ đạc. Bản thân mình không phải là một người quá là cuồng mua sắm. Mình chỉ mua những thứ cần thiết, thiết yếu cho mình. Tất cả đống đồ này mình đều mua ở trên Shopee hết. Sau khi mình mua như thế này xong mình xem giá ship, tất cả cộng lại gần bằng cái tiền mà mình mua hàng. Mình kiểu... Nhưng mà may là mình có voucher giảm giá, thế nên cũng đỡ được ship phần nào. Thế nên bây giờ mình sẽ unbox cùng mọi người. Kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry eyed, my body swing from side to side. I don't see what anyone can see, and anyone knows. Đây là một cái loa Bluetooth màu hồng siêu đáng yêu. Mình tưởng nó sẽ to hơn nhưng mà bên ngoài nó bé xíu à. Thôi không sao, dù sao vẫn đáng yêu. Video này dài rồi nên chắc mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Tạm biệt mọi người. You are always trying to keep it.